À, về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay app về danh. Cô Vân Anh xin chào tất cả các con. Cô rất vui vì hôm nay được đồng hành với chúng mình trong buổi học này đấy. Hôm nay cô cho mình sẽ cùng tìm hiểu bài luyện tập. Nào, các con hãy chuẩn bị đầy đủ sách vở, bút viết, bộ đồ dùng học toán để bắt đầu buổi học với cô nhé. Đầu tiên, cô cho mình sẽ cùng nhau thực hiện bài tập số 1. Điền dấu lớn hơn, bé hơn hay dấu bằng? Các con quan sát, cô có 3 nhóm. Mỗi nhóm gồm các khối lập phương. Các con hãy đếm số lượng khối lập phương của từng nhóm, so sánh số lượng khối lập phương và điền dấu lớn hơn, bé hơn hay dấu bằng vào các ô trống nhé. Bây giờ, cô sẽ hướng dẫn chúng mình thực hiện so sánh nhóm các khối lập phương đầu tiên. Chúng mình hãy cho cô biết có bao nhiêu khối lập phương nào? À, đúng rồi, có 1, 2, 3, 4, 5, có 5 khối lập phương. Bên này có bao nhiêu khối lập phương nào? À, có 1, 2, 3, có 3 khối lập phương. Để thực hiện so sánh số 5 và số 3, chúng mình có thể lấy tương ứng các khối lập phương. Ví dụ, cô lấy khối lập phương này tương ứng với khối lập phương này. Lấy tương ứng khối lập phương này với khối lập phương này. Lấy tương ứng khối lập phương này với khối lập phương này. Cô thấy thừa ra 2 khối lập phương. Vậy, cô nói 5 khối lập phương nhiều hơn 3 khối lập phương. Vậy 5 lớn hơn 3. Chúng mình nhắc lại cùng cô nào. 5 lớn hơn 3. Tương tự, các con hãy thực hiện so sánh cặp số 4 và 6, 7 và 7 bằng việc lấy tương ứng các khối lập phương nhé. Chúng mình đã có kết quả chưa nào? Nào các con hãy nói cho cô biết 4 như thế nào với 6? À, đúng rồi, 4 bé hơn 6. Và 7 bằng 7. Qua bài tập số 1 vừa rồi, cô cho mình đã cùng thực hiện so sánh các cặp số điền dấu lớn hơn, bé hơn và dấu bằng. Chúng mình lưu ý, khi so sánh, chúng mình có thể thực hiện lấy tương ứng các khối lập phương giống như ví dụ của cô nhé. Bài tập số 2, điền dấu lớn hơn, bé hơn hay dấu bằng? Ở đây, cô có các cặp số 4 và 7, 6 và 3, 10 và 2, 9 và 9, 0 và 7, 1 và 8, 8 và 10, 5 và 5. Các con hãy thực hiện so sánh các cặp số điền dấu lớn hơn, bé hơn hay dấu bằng vào các ô trống. Chúng mình thực hiện bài tập số 2 vào vở giúp cô nhé. Các con đã có đáp án của mình chưa nào? Bây giờ chúng mình hãy hướng mắt lên màn hình đối chiếu bài làm của mình với đáp án của cô nhé. So sánh cặp số 4 và 7. 4 như thế nào với 7 nào? À, đúng rồi, 4 bé hơn 7. Cô điền dấu bé hơn. Chúng mình lưu ý, dấu bé hơn có phần đầu nhọn quay về phía bên tay trái. Tiếp theo, 6 như thế nào với 3? À, đúng rồi, 6 lớn hơn 3. Cô điền dấu lớn hơn. Ở các cặp số còn lại, chúng mình hãy cùng cô so sánh nhé. 10 lớn hơn 2. 9 bằng 9. 0 bé hơn 7. 1 bé hơn 8. 8 bé hơn 10. 5 bằng 5. Chúng mình đã thực hiện so sánh đúng được bao nhiêu cặp số nào?
Cô xin chúc mừng tất cả các con nhé. Bài tập số 3. Xếp các số sau. Chúng mình quan sát trên màn hình. Cô có 3 bông hoa. Trên mỗi bông hoa ghi tương ứng một số. Số 4 này, số 8 và số 5. Bây giờ, chúng mình hãy suy nghĩ. Sắp xếp các bông hoa theo thứ tự từ bé đến lớn và theo thứ tự từ lớn đến bé giúp cô nhé. Chúng mình hãy dừng video lại, suy nghĩ, xếp các cặp số theo hai yêu cầu và nêu kết quả cho cô, các bạn cùng biết nhé. Chúng mình đã có kết quả chưa nào? Bây giờ cô trò mình hãy kiểm tra nhé. Sắp xếp các số 4, 8 và 5 theo thứ tự từ bé đến lớn. Nào, các con hãy cho cô biết trong 3 số này, số nào là số bé nhất? Số 4 là số bé nhất. Vậy cô xếp số 4 đầu tiên. Rồi đến số 5 và số 8. Cô được dãy số 4, 5, 8. Vậy để sắp xếp các số theo thứ tự từ lớn đến bé, chúng mình được kết quả là bao nhiêu nào? Chúng mình được kết quả là dãy số 8, 5, 4. Chúng mình lưu ý nhé, khi sắp xếp các số theo thứ tự từ bé đến lớn, chúng mình phải viết số bé nhất ở đầu tiên, rồi viết tăng dần. Khi sắp xếp theo thứ tự từ lớn đến bé, chúng mình sẽ viết số lớn nhất đầu tiên và xếp theo thứ tự các số giảm dần. Bây giờ, cô cho mình hãy chuyển sang bài tập số 4 nhé. Các con quan sát. Bức tranh của cô vẽ ba bạn Lê, Hà và Vũ. Các bạn đang chơi bi cùng nhau. Nào, chúng mình hãy đếm số lượng bi của từng bạn, nêu cho cô biết bạn nào có ít bi nhất. Cô cho mình cùng kiểm tra nhé. Các con đã đếm được bạn Lê có bao nhiêu viên bi? Bạn Lê có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bạn Lê có 9 viên bi. Bạn Hà có bao nhiêu viên bi nào? Bạn Hà có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hà có 7 viên bi. Bạn Vũ có bao nhiêu viên bi? Vũ có 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vũ có 6 viên bi. Quan sát số bi của ba bạn. Các con hãy nêu cho cô biết bạn nào có ít bi nhất. Đúng rồi. 9, 7 và 6. So sánh ba số, cô thấy 6 là số bé nhất. Vậy cô nói số bi của Vũ là ít nhất. Số bi của bạn nào nhiều nhất? Số bi của bạn Lê nhiều nhất. Cũng so sánh ba số 9, 7, 6. Cô thấy 9 là số lớn nhất, đúng không nào? Hôm nay chúng mình đã thực hiện luyện tập với cô rất tốt. Vậy cô sẽ có một trò chơi dành cho chúng mình. Trò chơi của cô mang tên ô cửa bí mật. Ở đây cô có 5 ô cửa. Mỗi ô cửa tương ứng với một câu hỏi. Chúng mình hãy cố gắng trả lời đúng 5 câu hỏi và tìm kiếm bức tranh ẩn giấu đằng sau ô cửa của cô là gì nhé. Bây giờ cô cho mình cùng thực hiện câu hỏi số 1. Nào, chúng mình hãy lắng nghe cô đọc câu hỏi. Hiệu lệnh trả lời là 5 giây. Sau 5 giây, cô sẽ đưa ra phương án. Chúng mình hãy lắng nghe, đối chiếu với đáp án của mình nhé. Ô số 1, điền dấu lớn hơn, bé hơn hay dấu bằng? So sánh 3 và 3. 5 giây suy nghĩ và trả lời. 5, 4, 3, 2, 1. Hết giờ. Nào, chúng mình lựa chọn điền dấu gì vào dấu 3 chấm? Chúng mình rất giỏi, đó chính là dấu bằng. 3 bằng 3.
Vậy là chúng mình đã giúp cô mở được ô cửa đầu tiên rồi đấy. Cô cho mình cùng thực hiện mở ô cửa số 2 nhé. Điền dấu lớn hơn, bé hơn và dấu bằng. So sánh cặp số 4 và 5. 5 giây suy nghĩ và đưa ra câu trả lời. 5, 4, 3, 2, 1, hết giờ. Các con điền dấu gì nào? À, rất chính xác. 4 bé hơn 5. Chúng mình điền dấu bé hơn. Vậy là ô cửa số 2 cũng đã được mở ra rồi đấy. Cô cho mình tiếp tục mở ô cửa số 3 nhé. Nào, hãy so sánh và điền dấu lớn hơn, bé hơn hoặc bằng cặp số 7 và 6. 5, 4, 3, 2, 1, hết giờ rồi. Chúng mình hãy nói thật to, đáp án của mình là gì cho cô cũng biết nào. À, 7 lớn hơn 6, chúng mình điền dấu lớn hơn đúng không nào? Chúng mình rất giỏi đấy. Các con đã giúp cô mở được ô cửa số 3 rồi đấy. Chỉ còn hai ô cửa nữa thôi. Chúng mình có đoán được bức tranh ẩn dấu đằng sau là gì không? Cô cho mình cùng thực hiện mở ô cửa số 4 nhé. Nào, hãy so sánh và cho cô biết 2 như thế nào với 4. 5 giây suy nghĩ. 5, 4, 3, 2, 1, hết giờ. Chúng mình rất giỏi phải không nào? 2 bé hơn 4, cô điền dấu bé hơn. Còn một ô cửa nữa thôi, các con hãy cố gắng nhé. So sánh và cho cô biết 5 như thế nào với 8. 5 giây suy nghĩ và trả lời. 5, 4, 3, 2, 1, hết giờ. Chúng mình rất là giỏi phải không nào? 5 bé hơn 8, chúng mình điền dấu bé hơn. Ô cửa số 5 cũng được mở ra rồi đấy. À, đây chính là phần quà dành cho sự nỗ lực cố gắng của chúng mình. Ở bài học ngày hôm nay, cô trò chúng mình đã cùng luyện tập so sánh các cặp số trong phạm vi 10 bằng việc sử dụng các dấu lớn hơn, bé hơn hay dấu bằng. Thực hiện so sánh các số trong phạm vi 10. Bài học hôm nay của cô đến đây là kết thúc rồi. Cô xin tạm biệt. Hẹn gặp lại các con trong những bài học tiếp theo nhé. Khóa học Việt Rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Rách.